Đồng Nai là một trong những địa bàn trọng điểm về kinh tế xã hội, có các tuyến quốc lộ đi qua kết nối Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, với nhiều khu công nghiệp tập trung thu hút hàng ngàn lao động từ khắp mọi miền đất nước đến làm ăn sinh sống. Mật độ dân số đông đúc, địa bàn rộng nên tội phạm lợi dụng Đồng Nai là nơi để ẩn náu hoạt động. Trong đó có tội phạm mua bán người. Nạn nhân của chúng có thể là bất kỳ ai, mọi giới tính, lứa tuổi. Đặc biệt sau đại dịch Covid-19, nhiều người không có việc làm, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thiếu hiểu biết xã hội, nhẹ dạ cả tin nên dễ bị dụ dỗ theo những lời hứa hẹn của các đối tượng giới thiệu. Việc nhẹ, lương cao dẫn đến việc bị lừa bán. Một ngày giữa tháng 12 năm 2021, người phụ nữ này đến công an tỉnh Đồng Nai trình báo về việc bị một nhóm đối tượng dụ dỗ lừa sang Campuchia làm việc tại quán karaoke và nhà hàng với mức lương hứa hẹn 80-100 triệu đồng một tháng. Tin lời, chị đã đồng ý. Tuy nhiên khi sang nước bạn, chị mới biết công việc của mình không như viễn cảnh mà nhóm đối tượng gây ra. Em khóc mấy ngày rồi em mới bảo với vợ ông Thắng là bây giờ cho tụi em đi về được không? Bà hỏi về đâu? Thì em mới kêu là em về Việt Nam. Thì giờ bây giờ cái bà nói là ông Thắng ông nói cho tụi em là hả muốn về Việt Nam á. Thì thôi em trả tiền cho anh. Em hỏi tiền gì? Thì tiền tụi em qua anh lo 1.200. Rồi em muốn về á thì em trả cho anh 1.500 nữa. Thì mới cho tụi em về. Anh Nguyễn Văn Hảo, ngụ tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, là một trong những nạn nhân may mắn khi gia đình anh bỏ ra gần 60 triệu đồng để chuộc về Việt Nam. Trước đó anh Hảo lên mạng tìm việc làm. Thông qua tài khoản Facebook có tên là Ngang Ruby và Nguyễn Ngọc Gia Linh, giới thiệu qua Campuchia làm việc bán quần áo, cắt vải với mức lương tháng từ 18-20 triệu đồng một tháng, nên anh đồng ý. Thế nhưng khi qua đến Campuchia thì công việc hoàn toàn khác, trái với viễn cảnh tươi đẹp mà các đối tượng đã vẽ ra. Đưa em vô khu vực này máy tính về nơi đảo á, thì em không có rành về máy tính, không biết làm về máy tính. Thời gian em học tập thử thách em học tập mà làm việc thì em làm không được. Rồi em xin về thì bên đấy ra giá đòi tới 4.000 đô. Rồi em tới 4.000 đô thì em nói gia đình em không có số tiền đấy. Em xin thì còn được 2.500 đô. 2.500 đô thì 2.500 thì bắt là gia đình em mang tiền qua cửa khẩu qua tới công ty chuộc về. Bản thân anh Hảo thì anh cũng muốn đi làm với phụ giúp gia đình, nhưng mà đời nó không như là mơ đấy. Thì khi mà sang bên đất nước Campuchia thì hoàn toàn nó không phải là cái công việc giống như anh ấy hằng mong ước. Thì khi mà sang bên đó thì anh ấy bị quản thúc lao động, ép buộc lao động, thì bắt làm việc đến ngày khoảng 20 giờ. Khi mà không làm được thì các đối tượng này là ép buộc và đánh đập, quản thúc, không cho ra ngoài, không cho ăn uống. Từ trình báo của các nạn nhân và qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai xác định trên địa bàn có một số đối tượng lợi dụng nhu cầu tìm kiếm việc làm của người dân để tiếp cận dụ dỗ và hứa hẹn đưa sang Campuchia làm việc với mức lương cao. Nhưng thực chất, đây là hành vi mua bán người và tổ chức đưa người vượt biên trái phép. Thực hiện các cái hoạt động hành vi lừa đảo trên không gian mạng bằng cách kêu gọi, mời gọi đến những cái việc nhẹ lương cao, đánh vào những cái người dân đang thất nghiệp. Thì qua thủ đoạn đó thì rất là nhiều người đã bị đối tượng lừa đảo và đưa qua biên giới Campuchia để bán cho các công ty doanh nghiệp hoạt động và các cái ổ mại dâm bên đó để hoạt động. Với kinh nghiệm nhiều năm làm công tác phòng chống tội phạm buôn người, các trinh sát đã nắm được phương thức, thủ đoạn của các đối tượng.
Chúng dùng mạng xã hội Facebook, Zalo để đăng tải bài viết tuyển lao động với mức thu nhập cao. Thủ tục làm hồ sơ đơn giản, chỉ cần chụp hình ảnh làm chứng minh thư nhân dân kèm theo số điện thoại, sau đó dụ dỗ người dân vào đường dây. Chúng không nói rằng là công việc ở Campuchia, mà chúng nói là công việc ở trên địa bàn của nước Việt Nam thôi, nên địa phận lãnh thổ nước Việt Nam. Nhưng mà khi nạn nhân đã tham gia, đã liên kết với chúng, đã tìm liên lạc với chúng để xin việc, thì chúng đã dần dần lái nạn nhân. Nạn nhân không hình dung được cái thủ đoạn của chúng, và là dần dần lái nạn nhân vào cái việc chúng điều nạn nhân lên phương tiện để đưa qua Campuchia, mà khi đưa đến biên giới rồi nạn nhân mới phát hiện ra. Tài liệu trinh sát thu thập được, sau khi dụ dỗ thành công, các đối tượng sẽ yêu cầu nạn nhân đến các bến xe thành phố Hồ Chí Minh, sau đó dùng xe gắn máy hoặc thuê xe taxi gom về khách sạn tại Tân Bình để tập kết và chờ xe ô tô đón đi Campuchia. Nạn nhân đi sang bên đất nước Campuchia làm việc á, thì các nạn nhân này thứ nhất là được đưa vào các công ty chuyên làm bên mạng, là bên lừa đảo máy tính. Rồi đối với những nạn nhân nữ ấy, thì bị đưa vào các trung tâm karaoke và các động mại dâm. Đối với những nạn nhân nam ấy, sẽ bị cưỡng bức lao động từ ngày lẫn đêm để làm việc cho bọn chúng. Qua quá trình xác minh hiểm nghi, phòng cảnh sát hình sự nhận thấy đường dây mua bán người hoạt động có tổ chức, liên kết chặt chẽ với phương thức thủ đoạn tinh vi, sử dụng mạng internet công nghệ cao để qua mắt lực lượng chức năng. Qua quá trình làm việc với lại một số nạn nhân mà đã được thoát về và họ trình báo, thì mình nắm được cái phương thức thủ đoạn như thế, và chúng tôi đã lên cái phương án báo ban đốc, là chúng tôi lên phương án ban đầu. Thì với cái điều kiện xác minh ban đầu như thế thì không đủ cái căn cứ, không đủ cơ sở để chuyên sâu, để biện pháp chuyên sâu để điều tra, do đó chúng tôi đã xác lập chuyên án, đề xuất xác lập chuyên án, và theo chỉ đạo của ban đốc thì chúng tôi đã lên phát triển chuyên án, và từ chuyên án đó chúng tôi đã tham mưu cho ban đốc là cái kế hoạch và chiến thuật để truy vết, để điều tra. Các đối tượng trong đường dây này sử dụng SIM không chính chủ và thường xuyên di chuyển, thay đổi địa điểm liên tục, nên các trinh sát thường xuyên gặp khó khăn trong việc truy vết, xác minh. Nhiều khi, tổ công tác tiếp cận khách sạn, nhà nghỉ, nghi vấn là nơi tập kết nạn nhân trước khi đưa sang Campuchia thì các đối tượng đã đi nơi khác. Tại khách sạn Thiên Phú là nơi tập kết các đối tượng, là trong quá trình theo dõi thì cái số lượng mà nạn nhân được đưa đi rất là nhiều, và cái đối tượng có sự đề cao cảnh giác, có nghĩa là cắt cử người đứng trước khách sạn để quan sát, tránh cái sự theo dõi của cơ quan công an. Cái thứ ba là trong cái quá trình mà theo dấu vết các cái phương tiện mà đưa từ khách sạn từ Hồ Chí Minh xuống các tỉnh miền Tây á, thì các đối tượng là thay đổi liên tục các phương tiện chở, thay đổi liên tục và rất là nhanh chóng. Chỉ trong vòng khoảng 2 đến 3 phút là các đối tượng đã đổi người và đổi xe và đổi cả tài xế. Từ nguồn tin bí mật, ban chuyên án xác định đường dây này tổ chức đưa người Việt sang Campuchia với số lượng lớn, có ngày từ 10 đến 20 nạn nhân. Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, bằng mọi giá phải vượt qua những khó khăn để phá án càng sớm càng tốt. Vì trễ một ngày thì nhiều nạn nhân khác sẽ bị đưa sang Campuchia và nhiều gia đình phải bỏ ra tiền chuộc, thậm chí là có người không thể quay về. Tổ công tác lập tức lên khu vực bến xe miền Đông, qua cái hệ thống camera an ninh cũng như là khảo sát nhanh các cái
những cái người mà là hành nghề xe ôm, những người mà bán hàng ăn uống ở khu vực đó thì đã bước đầu đã khoanh vùng được cái đối tượng khả nghi. Thì một số tài xế xe rác ở cái khu vực đó thì đã cung cấp cái thông tin rất là quan trọng, tức là hàng ngày là sẽ có một đối tượng điều khiển một cái xe Honda đặc điểm là Yamaha Exciter đứng ở khu vực đó và chờ đón một số những cái nam thanh niên từ khắp những nơi, cái tỉnh thành khác đến và cung cấp thêm một cái thông tin đặc biệt quan trọng là những người này nói là họ đang đi Tây Ninh để làm công việc máy tính. Thì khi đó là anh em trinh sát bắt đầu là lần theo cái dấu vết. Tiến hành sàng lọc đầu tháng 6 năm 2022, ban chuyên án đã khoanh vùng được đối tượng trong đường dây buôn người gồm Nguyễn Văn Khánh sinh năm 1993, Lê Văn Lộc sinh năm 1998, Phạm Thanh Quy sinh năm 1999, Huỳnh Văn Úc sinh năm 1993 cùng quê Long An, Huỳnh Thanh Phong sinh năm 1980, Chế Minh Nhật sinh năm 1980 quê Tây Ninh và Vòng Phát Trương sinh năm 1987 ngụ tại phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Theo lời khai một số nạn nhân đã trốn thoát được về cung cấp thì chúng tôi đã xác định được, truy vết được các cái đường lai đó, và thông qua đó thì chúng tôi đã tìm đến những cái nơi mà nạn nhân đã được, như khách sạn nạn nhân đã được đưa đến đó, đã bị đưa đến đó, và những cái đường đi mà nạn nhân đã được bị đối tượng đưa đi thì chúng tôi vẽ lên cái sơ đồ hiện trường, vẽ lên cái sơ đồ diễn biến của vụ việc, và từ đó chúng tôi đã bằng các cái biện pháp nghiệp vụ của ngành, chúng tôi đã lên sơ đồ được cái nhóm đối tượng hoạt động. Thì chúng tôi đã bố trí lực lượng theo dõi nóng từ Đồng Nai vào trong Sài Gòn và theo dấu vết nóng đến cửa khẩu, đến cái đường biên của Campuchia ở địa bàn của tỉnh Long An giáp với Đồng Tháp. Từ kết quả xác minh và tài liệu thu thập được, ngày 22 tháng 6 năm 2022, ban chuyên án đã lập kế hoạch phá án, bắt giữ, xử lý đường dây buôn bán người nêu trên. Kế hoạch phá án đã được đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh phê duyệt. Theo đó, 7 tổ công tác do Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Đồn Biên phòng, Bộ Chỉ huy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, Công an tỉnh Long An, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh được phân công nhiệm vụ cụ thể để chờ thời cơ phá án. Một tổ trinh sát tiến hành đeo bám mọi biến động của đối tượng từ bến xe miền Đông về những khách sạn tập kết nạn nhân. Trong cái quá trình mà truy đuổi từ thành phố Hồ Chí Minh tới khu vực Long An, đối tượng là sử dụng một số xe mô tô đi theo đuôi và cản trở cái việc mà đi theo dõi giám sát. Bản thân tôi và một số các đồng chí khác thì rất là lo lắng là sẽ là bị lộ hoặc như thế nào đó, nhưng mà bằng cái tinh thần quyết tâm thì cũng đã xin cái sự ý kiến của ban chuyên án là tạo ra những cái tình huống kỳ vụ để làm sao mà cắt đuôi được những cái xe đó và tạo điều kiện cho cái tổ công tác khác tiếp tục để bám theo đối tượng. Quá trình di chuyển gần 300 km từ thành phố Hồ Chí Minh đến biên giới giáp danh giữa Long An, Đồng Tháp với Campuchia, các đối tượng đi ô tô và luôn chạy với tốc độ cao trên 120 km/h. Với sự quyết tâm cao, các anh vẫn cố gắng theo sát đến địa điểm tập kết để tổ chức bám đuổi, tránh để bị mất dấu đối tượng. Trong khi đó, ở khu vực biên giới, nhiều tổ chức công tác được phân công nhiệm vụ ra soát các đường mòn lối mở để đón nõng, mai phục sẵn, chờ thời cơ đánh án. Được phân công khảo sát các khu vực vùng biên giới giữa hai tỉnh Long An và Đồng Tháp, nhận định khả năng các đối tượng sẽ đưa nạn nhân qua các đường tiểu ngạch. Qua khảo sát thì có 16 đồn biên phòng của giữa hai tỉnh Long An và Đồng Tháp chưa xác định là các đối tượng sẽ đưa nạn nhân qua các giáp các đồn biên phòng nào.
Sau theo dõi xác minh rõ phương thức thủ đoạn hoạt động của đường dây tổ chức xuất nhập cảnh trái phép và mua bán người, ban chuyên án quyết định tối ngày 23 tháng 6 năm 2022 sẽ đồng loạt phá án, tóm gọn đối tượng và cứu nạn nhân. Đúng như nhận định, công sức của thành viên ban chuyên án đã không uổng phí. Chiều tối ngày 23 tháng 6 năm 2022, trinh sát báo về các đối tượng sẽ tổ chức tập kết các nạn nhân về xã Tân Điền A, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An để tổ chức vượt biên trái phép. Thì dân cư thưa thớt, quán xá không có, các trinh sát rất chi là vất vả. Quá trình di chuyển, ăn uống, thủ các mì tôm, bánh mì khô để trong túi, cần thiết là mang ra ăn. Thậm chí là mì tôm sẽ không được pha nước. Các đối tượng này là thường xuyên thay đổi xe ô tô từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh đi xuống dưới địa phận của tỉnh Đồng Tháp. Các anh em là cũng cố gắng hết mình để theo được cái xe, tại vì các đối tượng chạy được tốc độ rất là cao. Khu vực biên giới đó là dân cư thì thưa thớt, mà đường xá thì hai bên là kênh rạch rất là nhiều, rất là khó khăn vì chuyện mà nó là một cái đường độc đạo. Nếu mà mình không có kỹ, hoặc là để đối tượng phát hiện là mình sẽ không thể nào mà hoàn thành cái nhiệm vụ mình được giao. Khoảng 21 giờ cùng ngày, xe ô tô của các đối tượng đến địa điểm tập kết, cách địa phận Campuchia khoảng 100 mét để chuẩn bị đưa các nạn nhân vượt biên trái phép. Lúc này, các trinh sát đã ém quân sẵn và đồng loạt tổ chức bắt người phạm tội quả tang về hành vi tổ chức môi giới cho người khác, về hành vi xuất khẩu trái phép với Nguyễn Văn Khánh, sinh năm 1993, Lê Văn Lộc A, sinh năm 1998, Phạm Thanh Quy, sinh năm 1999, Huỳnh Văn Úc, sinh năm 1993, cùng ngụ tại tỉnh Long An. Thì các đối tượng bỏ chạy và có thời điểm là định là sử dụng phương tiện để tông thẳng vào xe của lực lượng trinh sát, nhưng mà rất là may là anh em trinh sát đã đề phòng và ngay lập tức là khống chế quật ngã đối tượng. Cùng thời điểm trên, các tổ công tác được phân công phụ trách khu vực Hồ Chí Minh, Tây Ninh đồng loạt bắt và khám xét đối tượng Huỳnh Thanh Phong, sinh năm 1980, Chế Minh Nhật, sinh năm 1980, quê Tây Ninh và Vòng Phát Trương, sinh năm 1987. Thì ban đầu á, khi mà đưa các đối tượng về, các đối tượng từ đối tượng cầm đầu cho đến những đối tượng vai trò thứ yếu khai báo rất chi là quanh co, ấy không thừa nhận hành vi của mình. Không nhận hành vi là môi giới tuyển dụng, không nhận hành vi là trung chuyển từ các địa điểm này cho tới địa điểm khác để đưa các nạn nhân sang bằng đường tiểu ngạch sang biên giới Campuchia. Nhưng bằng các nghiệp vụ và công tác điều tra, trước những chứng cứ xác đáng của điều tra viên, của trinh sát và
các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Vòng Phát Trương được nhận định là kẻ cầm đầu, dẫn dụ nạn nhân từ khắp các tỉnh thành trên các nước về địa điểm tập kết tại khách sạn tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, cấu kết với các đối tượng khác trong đường dây nhờ ô tô đưa xuống khu vực biên giới Long An, Đồng Tháp để xuất cảnh trái phép sang biên giới Campuchia. Vai trò của em đón khách từ bến xe miền Đông, bến xe miền Tây đến khách sạn, rồi trả cho em 300.000 người. Từ tháng 2 đến tháng 6 em nhận được, em đón từ bến xe, đón khách từ bến xe tới khách sạn là gần 200 người. Em nhận cù lao là 300.000 người, tổng cộng là 60 triệu. Em nhận khách từ anh, nhận điện thoại từ anh Phong, ở nhận khách từ cầu Đức Hòa, trở về ấp 1 xã Hưng Điền Nga và giao cho Vũ. Thì trong lúc em nhận khách từ ở cầu Đức Hòa thì em có nhận tiền từ anh Nhật là tài xế của anh Phong là số tiền 14.500.000. Thì em giao về tới ấp 1 xã Hưng Điền Nga thì lúc đó em bỏ người xuống thì em bị bắt. Lúc mà nhận người thì anh Phong là chỉ địa điểm chỗ nào, còn đến lúc mà bỏ người thì anh Vũ chỉ đó chỗ nào thì em bỏ chỗ đó. Kết quả triển khai phá chuyên án đã đánh trúng và chặt đứt đường dây tội phạm mua bán người, kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội và giải cứu các nạn nhân. Công tác chuyển hóa tài liệu trinh sát thành chứng cứ pháp lý, đảm bảo tính khách quan đúng quy định của pháp luật, làm căn cứ xử lý đối tượng mở rộng điều tra vụ án, từ đó tiếp tục tập trung lực lượng triệt xóa tận gốc tổ chức phạm tội trên. Nếu ghi chép lại theo sổ sách mà chúng tôi đã khám xét thu giữ đó, thì phát hiện ra là có hơn 160 nạn nhân đã bị chúng đưa sang Campuchia. Chúng tôi đang tìm cách là liên lạc và nhờ sự hỗ trợ của Cục C02 và của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai, chúng tôi đang tìm cách để phối hợp để giải cứu số nạn nhân đó. Chúng tôi xác định là nhiệm vụ chúng tôi phải làm vì nước, vì dân, theo cái hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân. Đây là một cái niềm vinh dự của chúng tôi khi mà được cống hiến và được làm những cái nhiệm vụ nó cao cả để góp phần là bảo đảm cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nói riêng và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn toàn quốc nói chung. Nhằm phòng ngừa có hiệu quả với loại tội phạm mua bán người, người dân cần nhớ rõ số điện thoại của người thân hoặc cơ quan công an để có thể liên hệ giúp đỡ khi cần thiết. Tìm hiểu thật kỹ về địa điểm, công việc nơi chuẩn bị đến làm. Không nghe bạn bè người quen đi qua biên giới tìm việc, kể cả qua con đường chính ngạch. Nếu muốn hợp tác xuất khẩu lao động nên đến các trung tâm giới thiệu việc làm tin cậy để được đào tạo đưa đi làm việc hợp pháp. Hết sức cảnh giác với những lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao vì miếng phô mai chỉ có trong bẫy chuột. Trong thời gian 2018 và nửa đầu 2019, trên địa bàn các tỉnh như Lào Cai, Lai Châu, Bắc Cạn, Điện Biên, Yên Bái, Sơn La, lực lượng công an nhận được tin báo của người dân về việc con em của họ đi khỏi địa phương không có tin tức. Đầu năm 2020, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phối hợp với công an các địa phương xác lập chuyên án đấu tranh mang bí số 419G. Tháng 7 năm 2020, với sự phê chuẩn của Viện Kiểm soát, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố một loạt 7 bị can về các tội mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi. Ngày 31 tháng 5 năm 2021, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai đã ra cáo trạng truy tố. Và vào ngày 28 tháng 9 năm 2021, Tòa án Nhân dân tỉnh Lào Cai đã tuyên bản án hình sự sơ thẩm số 51 đối với Sùng A Chớ và đồng bọn. Theo hồ sơ nghiệp vụ được lưu tại Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai, một trong bốn địa phương có án mua bán người nhiều nhất cả nước.
thì đây có thể nói là vụ án mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi lớn nhất từ trước đến nay. Với số lượng bị hại được xác định nhiều nhất, thủ đoạn phạm tội tinh vi liều lĩnh nhất và bản án dành cho 7 bị cáo trong vụ án cũng có thể nói là nghiêm khắc nhất, nhằm răn đe với bất cứ kẻ nào có ý định phạm tội. Cái vụ án Sùng A Chớ là cái vụ án có lẽ là lớn nhất từ trước tới nay được cơ quan điều tra giải quyết. Các đối tượng này nó gây án trên 6 cái địa bàn các tỉnh. Và đặc biệt nữa là các đối tượng này đã tụ tập với một cái băng nhóm là trên 10 đối tượng. Riêng ở phía Việt Nam là chúng tôi đã bắt giữ 7 đối tượng, ít nhất là có gần 50 nạn nhân. Và chúng tôi đã làm rõ. Bên cạnh đó thì vẫn còn có những nạn nhân khác, kể cả đối tượng cũng không nắm rõ được tên tuổi. Đấy. Rồi là chúng tôi cũng có một số các thông tin liên quan đến các nạn nhân hiện nay vẫn đang ở bên Trung Quốc, vẫn chưa trở về được Việt Nam. Ông Nguyễn Gia Long là người đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai, được phân công thực hành kiểm sát điều tra, xét xử và công tố tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra ngày 28 tháng 9 năm 2021. Theo cáo trạng được ông Long công bố tại phiên tòa, thì trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2018 đến tháng 5 năm 2020, bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, Sùng A Chớ sinh năm 1991, trú tại bản Nậm Pan, xã Mường Tong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên và đồng bọn, đã thực hiện 13 vụ dụ dỗ lừa gạt phụ nữ, trẻ em gái ở các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Bắc Cạn, đưa sang Trung Quốc bán với giá một người là 12.000 đến 20.000 nhân dân tệ, tương đương 42 đến 70 triệu đồng tiền Việt Nam. Khi mà C02 Bộ Công an phối hợp với PC02 của Công an tỉnh Lào Cai thì đã xác định sơ bộ là có hơn 40 người bị hại, và đến về sau khi mà cơ quan điều tra kết thúc điều tra vụ án cũng xác định là có 47 người bị hại. Thì trong đó là số lượng người bị hại mà chúng tôi xác định được chính xác là có 24 người là có đầy đủ các tài liệu căn cứ xác minh. Chứ còn ngoài ra thì còn 23 người bị hại nữa là trên cơ sở lời khai của các đối tượng này. Đối với những cái trường hợp mà do các đối tượng, các bị can này khai ra thì chúng tôi phải tách ra để xác minh. Sau khi mà có đủ cái căn cứ thì sẽ tiến hành là trao đổi phối hợp hai bên để tiến hành xử lý. Trong số 13 vụ mua bán do Sùng A Chớ và đồng bọn thực hiện, có tới 4 vụ án các đối tượng thực hiện hành vi mua bán người dưới 16 tuổi. Đó là vụ án xảy ra vào ngày 13 tháng 3 năm 2018. Nạn nhân là Thào Thị Lan và Ma Tùng, cùng sinh năm 2002 ở xã Cao Sơn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Vụ án xảy ra vào ngày 31 tháng 10 năm 2018. Nạn nhân Vàng Thị Chía và nạn nhân Giàng Thị Sư, sinh năm 2003 ở huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Vụ án xảy ra vào ngày 20 tháng 11 năm 2018. Nạn nhân là Thào Thị Mẩy, sinh năm 2002 và Thào Thị Giàng, sinh năm 2003 ở xã Giào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Và vụ án xảy ra vào ngày 21 tháng 3 năm 2020. Nạn nhân là hai chị em ruột trú tại xã Nà Ngịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Trong đó, nạn nhân Giàng Thị Đơ, sinh năm 2004. Vụ án thì đã khép lại, cũng để lại cái bài học cho việc phòng ngừa tội phạm nói chung, và đặc biệt là các loại tội phạm liên quan tới trẻ em. Trẻ em ở các cái vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, và cần phải được sự quan tâm của chính quyền, của nhà trường, của xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở các cái vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Cái nội dung nữa là tăng cường các cái nhận thức về thủ đoạn của các loại tội phạm, đặc biệt là thủ đoạn với các loại tội phạm mà hướng đến các cái trẻ em còn nhỏ tuổi, và đối tượng là trẻ em nữ. Chúng lợi dụng cái văn hóa
đặc biệt là cái tục yêu đương bắt cóc, yêu đương và tục bắt vợ, đấy, rồi là cái việc của chủ quan trong các cái việc các gia đình người Mông có cái thủ tục là khi mà con gái lớn, khi mà tán tỉnh yêu đương thì cho rằng đấy là người ta đã bắt vợ, và vì vậy cho nên là khi mà con gái vắng nhà một thời gian vẫn cứ nghĩ rằng là đã gặp được người yêu là công an, là bộ đội, cho nên tin tưởng và không có suy nghĩ gì. Vì khi mà đã vắng mặt một thời gian lâu dài, và thậm chí có những vụ việc là hàng năm thì mới phát hiện ra là con mình bị lừa bán. Theo hồ sơ nghiệp vụ, vụ mua bán người đầu tiên Sùng A Chớ thực hiện là vào tháng 2 năm 2018. Lúc này Chớ đang làm thuê cho một nông trường chuối tại Trung Quốc. Chớ sử dụng Facebook kết bạn và thường xuyên nói chuyện với Thảo Thị Lan, sinh ngày 26 tháng 3 năm 2002, trú tại thôn Ngải Phóng Trù, xã Cao Sơn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Sùng A Chớ giới thiệu mình công tác trong lực lượng biên phòng Trung Quốc đang đóng quân tại khu vực biên giới giáp với thành phố Lào Cai. Và tán tỉnh yêu đương Thảo Thị Lan rủ Lan sang Trung Quốc thăm Chớ. Biết Lan có một người bạn tên là Ma Tùng, cùng chú tại xã Cao Sơn, huyện Mường Khương. Chớ đã hỏi xin Lan nick Facebook của Tùng. Sau đó, đồng bọn của Chớ là Thề đã kết bạn với Ma Tùng qua Facebook. Thề cũng tự giới thiệu làm tại biên phòng Trung Quốc và dụ dỗ Tùng sang Trung Quốc để thăm Thề. Ngày 12 tháng 3 năm 2018, Thảo Thị Lan và Ma Tùng báo cho Chớ biết về việc ngày hôm sau sang Trung Quốc thăm Chớ và Thề. Từ ngã ba Bản Việt, huyện Bảo Thắng, huyện Lào Cai, Tùng và Lan được xe ôm đưa vào biên giới thuộc thôn Nậm Sò, xã Bản Việt, huyện Bảo Thắng. Sau đó vượt biên giới sang Trung Quốc, Chớ, Thề cùng với Thảo Thị Lan, Ma Tùng về lán của Chớ để trông giữ. Khoảng một tuần sau, Thề bán Ma Tùng cho một người phụ nữ Trung Quốc. Một tuần sau nữa, Chớ bán Thảo Thị Lan cho một đối tượng tên Vàng. Sau khi bị Sùng A Chớ bán cho người Trung Quốc mua về làm vợ, Lan đã được công an Trung Quốc giải cứu, trao trả về Việt Nam vào ngày 2 tháng 9 năm 2019. Còn bị hại Ma Tùng đến nay không có thông tin nên chưa thể tiến hành giải cứu. Có đến 7 trong số 13 vụ mua bán người mà các đối tượng đã thực hiện đều cùng một thủ đoạn, đó là giả danh công an, bộ đội biên phòng hoặc cán bộ đang công tác trong các lĩnh vực như y tế ở cả Việt Nam và Trung Quốc. Với thủ đoạn này, các đối tượng dễ tạo dựng niềm tin cho các thiếu nữ trẻ, từ đó tìm cách dụ dỗ tán tỉnh, lừa các thiếu nữ này sang Trung Quốc để bán lấy tiền. Thì thực tế là khi nhiều bị hại là vẫn còn tưởng lầm, khi mà bị lừa sang rồi, bị bán rồi, về thì vẫn nói với gia đình và vẫn cứ tưởng lầm và vẫn cứ nói với gia đình và trình báo với cơ quan công an là cái đối tượng lừa mình đi là thuộc lực lượng công an hoặc thuộc lực lượng biên phòng. Các đối tượng sử dụng cái hành vi này thì ảnh hưởng rất nhiều đến uy tín và danh dự của lực lượng công an, nhân dân cũng như lực lượng bộ đội biên phòng, không chỉ Việt Nam mà Trung Quốc. Một thủ đoạn khác mà các đối tượng này thường xuyên sử dụng nữa, đó là đánh vào nhu cầu cần tìm việc làm của các cô gái trẻ. Trường hợp nạn nhân Vư Thị Pạ sinh ngày 6 tháng 3 năm 2001 ở xã Chiên Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Người được công an Trung Quốc giải cứu và trao trả về Việt Nam vào tháng 9 năm 2020 là một ví dụ. Trước đó qua mạng xã hội Facebook, Pạ quen với một thanh niên tên là Lý A Tú, thực chất là Sùng A Chớ. Tú nói đang làm công nhân tại mỏ đồng Lào Cai.
Khi đó Vư Thị Pạ đang làm thuê tại Bắc Giang nên Chớ đã dụ dỗ nạn nhân lên Lào Cai làm cùng Chớ với mức lương từ 4 triệu đồng đến 10 triệu đồng một tháng. Do đang cần tìm việc làm nên Vư Thị Pạ đồng ý đi và xe lên Lào Cai. Bà sau đó đã bị đưa sang Trung Quốc, bị giữ ở lán của Chớ. Đến cuối tháng 6 năm 2020, Sùng A Chớ bán Vư Thị Pạ với giá 13.000 nhân dân tệ. Theo hồ sơ vụ án, thành phố Lào Cai là điểm cuối cùng ở Việt Nam mà các đối tượng lừa các cô gái trẻ đến trước khi đưa sang Trung Quốc. Sau khi dụ dỗ lừa gạt được các bị hại, Sùng A Chớ và đồng bọn yêu cầu những người phụ nữ này tự bắt xe hoặc chính Chớ và đồng bọn đặt xe đến đón bị hại đưa sang thành phố Lào Cai. Từ Lào Cai gửi số điện thoại của bị hại cho các đối tượng khác để bố trí thuê xe ôm ở Việt Nam và Trung Quốc đón đưa các bị hại đến lán do Chớ thuê. Để quản lý các bị hại trước khi bán, chiếc lán trại như thế này đã được dựng lên ở khu vực rừng sâu thuộc khu vực nội địa Trung Quốc. Thảo Thị Lan, Ma Tùng, Vư Thị Pạ và hàng loạt những cô gái Việt Nam khác trong đường dây này bị lừa bước chân qua biên giới đều lần lượt bị khống chế ở đây. Và cũng từ lán trại này, các cô bị bán làm vợ cho những người nông dân Trung Quốc hoặc làm gái mại dâm. Một số nạn nhân như Thảo Thị Lan, Vư Thị Pạ may mắn được giải cứu trở về, nhưng cũng có những người đến nay vẫn bặt vô âm tín. Ông Vũ Minh Quán, tránh tòa án hình sự, một trong hai thẩm phán trong phiên xét xử Sùng A Chớ và đồng bọn tại Tòa án Nhân dân tỉnh Lào Cai. Trên cơ sở đề nghị của kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát, xét xử tại phiên tòa và căn cứ vào các tài liệu chứng cứ, kết quả thẩm vấn công khai, xem tính chất, mức độ hành vi phạm tội và vai trò của từng bị cáo, đại diện hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Sùng A Chớ mức án chung thân. Hồ sơ vụ án ghi nhận vai trò của Sùng A Chớ vừa là người khởi xướng, vừa là người trực tiếp thực hiện 13 vụ lừa bán 22 bị hại, trong đó có 9 trẻ em. Bị cáo Trang A Vương, sinh năm 1987, trú tại bản Lùng Than, xã Tả Lèng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, bị tuyên án 25 năm tù. Trang A Vương là người trực tiếp thực hiện 3 vụ lừa bán 6 bị hại, trong đó có 3 trẻ em. Bị cáo Thào Xeo Hòa, sinh năm 1976, trú tại thôn 6 Minh Tiến, xã Minh Hương, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, bị tuyên phạt 22 năm tù. Thào Xeo Hòa trực tiếp thực hiện 5 vụ lừa bán 6 bị hại, trong đó có 1 trẻ em. Bị cáo Sùng A Tùng, sinh năm 1999, trú tại bản Sử Thàng, xã Giang Ma, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, bị tuyên 20 năm tù về tội mua bán người và buôn bán người dưới 16 tuổi.
Bị cáo Sùng A Tùng trực tiếp thực hiện 2 vụ với 2 bị hại, trong đó có một trẻ em. Bị cáo Trang A Lử, sinh năm 1996, trú tại bản Lùng Than, xã Tà Lèng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, nhận mức án 12 năm tù vì tội mua bán người dưới 16 tuổi. Trang A Lử trực tiếp thực hiện một vụ lừa bán một trẻ em. Các bị cáo Thào Xeo Áo, sinh năm 1995, trú tại thôn Cán Trải, xã Tân Tiến, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Bị cáo Ly Xeo Phần, sinh năm 1996, trú tại bản Tổng Kim, xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, trực tiếp lừa gạt 2 phụ nữ đưa sang Trung Quốc cho chớ bán. Mỗi bị cáo nhận mức án 7 năm tù. Hành vi của các bị cáo là xâm phạm đến quyền về nhân thân con người, coi con người như hàng hóa để bán lấy tiền, xâm phạm vào cái quyền tự do của người, nhất là người phụ nữ. Hành vi đó gây mất trật tự trị an ở địa phương, một vùng lớn tỉnh biên giới. Thì hội đồng xét xử đã căn cứ vào khoản 3 điều 151 bộ luật hình sự năm 2015 thì có quy định là hành vi phạm tội của các bị cáo bị phạt từ 18 đến 20 năm hoặc tù chung thân. Thân đối với trường hợp là mua bán 6 người, tức là 6 trẻ em đấy. Thế thì trong vụ án này thì các bị cáo đã thực hiện là mua bán đến 9 trẻ em. Với mức án này thì sau khi tuyên án thì cái bản án của tòa án tỉnh Lào Cai cũng đã được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Để có thể đưa nhóm đối tượng với thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh như vậy ra đứng trước vành móng ngựa. Trước đó gần 2 năm trời, các cán bộ chiến sĩ của Cục Cảnh sát Hình sự và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai vô cùng vất vả để lần tìm danh tính cũng như củng cố tài liệu chứng cứ khẳng định tội danh của các đối tượng này. Trước đó, từ cuối năm 2018, mặc dù có thông tin trình báo về sự mất tích khó hiểu của hàng loạt thiếu nữ trên địa bàn các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên. Nhưng không gia đình nạn nhân nào cung cấp được thông tin về các đối tượng nghi lừa bán con mình. Manh mối về các đối tượng trong đường dây này như có một lớp sương mù răng phủ. Đến năm 2019, qua công tác phối hợp giữa Công an Việt Nam và Công an Trung Quốc, một số nạn nhân đã được giải cứu và đưa về nước. Từ đây, những dòng thông tin ít ỏi về các đối tượng mới bắt đầu được hé lộ. Đối tượng Minh Lợi này khi đang trong quá trình đấu tranh chuyên án thì chúng tôi chỉ có được tên gọi Minh Lợi là từ các bị hại về trở về cung cấp thông tin về tên tuổi, còn tên chính xác và địa chỉ ở đâu, sinh sống như nào thì chúng tôi không có căn cứ để xác định được, mà khi đấy thì chúng tôi chỉ có thông tin về việc là đối tượng Minh Lợi chính là một người Việt Nam đã bỏ sang Trung Quốc sinh sống được nhiều năm và thậm chí là đưa cả vợ con sang Trung Quốc để sinh sống một thời gian khá dài. Trong khi đấy thì đối ảnh về đối tượng tại mà các bị hại cung cấp cho chúng tôi thì gần như không có. Thông tin từ các nạn nhân cho biết nhóm đối tượng có khoảng 3 đến 4 người. Nhưng danh tính thực sự của chúng là ai? Nhân thân lai lịch như thế nào? Với một vụ án mà số lượng nạn nhân lên đến 47 trường hợp lại trải dài ở rất nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, thì chắc chắn các đối tượng trong đường dây cũng sẽ có quy mô hoạt động rất rộng. Chúng không chỉ là người trên địa bàn Lào Cai, mà có thể là những người ở tỉnh thành khác. Đây là một thách thức rất lớn cho những người trực tiếp tham gia phá án.
trong thời gian 2018 và nửa đầu 2019. Trên địa bàn các tỉnh như Lào Cai, Lai Châu, Bắc Cạn, Điện Biên, Yên Bái, Sơn La, lực lượng công an nhận được tin báo của người dân về việc con em của họ đi khỏi địa phương không có tin tức. Đầu năm 2020, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phối hợp với công an các địa phương xác lập chuyên án đấu tranh mang bí số 419D. Tháng 7 năm 2020, với sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát, Cơ quan Cảnh sát Điều tra tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố hàng loạt 7 bị can về các tội mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi. Ngày 31 tháng 5 năm 2021, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai ra cáo trạng truy tố. Ngày 28 tháng 9 năm 2021, Tòa án Nhân dân tỉnh Lào Cai đã tuyên bản án hình sự sơ thẩm số 51 đối với Sùng A Chớ và đồng bọn. Ngày 2 tháng 5 năm 2019, chuyên án 419D được Cục Cảnh sát Hình sự xác lập theo quyết định số 422 QĐ-C02P5. Từ đây một quá trình dày công điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ về đường dây mua bán phụ nữ và mua bán phụ nữ dưới 16 tuổi ra nước ngoài được tiến hành. Chúng tôi đã về báo cáo với lãnh đạo bộ, lãnh đạo cục và đã ra một cái quyết định xác lập chuyên án để huy động các lực lượng bao gồm có lực lượng chủ công Cục Cảnh sát Hình sự cùng với lại Bộ đội Biên phòng, Cục Phòng chống tội phạm ma túy của Bộ đội Biên phòng và huy động lực lượng thành viên tham gia gồm có các công an các tỉnh, chủ yếu là PC2 công an các tỉnh từ Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La và Bắc Cạn tham gia trong chuyên án này. Bên cạnh đó nữa thì chúng tôi còn huy động thêm các lực lượng của các đơn vị nghiệp vụ, ví dụ đơn vị kỹ thuật, ví dụ như đơn vị của Cục Đối ngoại, hiện nay là các đối tượng hoạt động có tính chất là liên tỉnh và xuyên quốc gia, nạn nhân chủ yếu là đưa sang Trung Quốc để ép bán, cho nên là tính chất rất phức tạp và nguy hiểm. Trong những trang hồ sơ đầu tiên của chuyên án 419D, Minh Lợn chính là từ khóa được nhắc đến nhiều nhất, đặc biệt là trong biên bản lấy lời khai của các nạn nhân đã được giải cứu về Việt Nam. Ngoài ra, các bị hại cũng cung cấp thông tin đây là ổ nhóm khép kín, có khoảng 3-4 đối tượng. Vì thành phố Lào Cai là địa bàn trung chuyển, nên lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Lào Cai được giao nhiệm vụ nắm bắt thông tin về ổ nhóm hoạt động bên Trung Quốc, nhân thân lai lịch của các đối tượng. Trong quá trình điều tra, Cục Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai và Công an các tỉnh ra soát hàng trăm mối quan hệ để dựng đường dây này. Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cũng phối hợp với Công an Trung Quốc để lần tìm manh mối và xác định nơi trú ngụ của các đối tượng trong ổ nhóm. Gần như tất cả các đối tượng khi mà ở Trung Quốc hoạt động đều không về Việt Nam, mà chúng đều có lừa các bị hại là đều qua những mạng xã hội và qua điện thoại. Cái thứ hai nữa đó là cái sự phối hợp, cái sự móc nối giữa cái người Mông Trung Quốc với lại các cái đối tượng trong liên quan ổ nhóm để mà hình thành các cái đường dây thì vận chuyển từ Lào Cai qua biên giới đến sang Trung Quốc, đến nơi để mà tập kết các bị hại nuôi nhốt ở đó, sau đó là lại có một các cái ổ nhóm khác nữa lại tiếp tục lại vận chuyển các đối tượng để mà đưa đến bán sâu vào trong nội địa của công an Trung Quốc. Từ đó thì chúng tạo thành một cái đường dây, một cái ổ nhóm rất là khó khăn để phát hiện ra từ những cái con người của các đối tượng, là nhân thân lai lịch của các đối tượng đều rất là mờ mịt trong chuyên án khi ban đầu tiên. Từ giữa năm 2019, khi dịch COVID-19 chưa bùng phát mạnh, việc giao thương đi lại giữa vùng biên Việt Nam-Trung Quốc vẫn còn cởi mở. Nhiều lao động Việt Nam đã sang Trung Quốc làm thuê buôn bán.
lực lượng trinh sát đã bí mật tiếp cận những người này để nắm bắt thông tin. Quá trình thu thập tổng hợp từ các nguồn tin của quần chúng nhân dân đã cho ban chuyên án phác họa về một người đàn ông Việt Nam sinh sống lâu năm ở Trung Quốc, có thân hình to béo và biết nói tiếng Mông, hiện đang ở Pà Sa thuộc huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam. Cùng với kết quả của quá trình phối hợp rà soát hàng trăm các mối quan hệ ở nhiều tỉnh thành trong nước, ban chuyên án đã xác định được kẻ cầm đầu vụ án có tên Minh Lợn, trước kia cư trú tại tỉnh Điện Biên. Từ căn cứ đó, lực lượng công an đã tiến hành rà soát toàn bộ đối tượng khả nghi hiện đang vắng mặt khỏi Điện Biên, lấy thông tin lai lịch, ảnh tập hợp lại để các bị hại nhận dạng. Kết quả nhận dạng cho thấy Minh Lợn chính là Sùng A Chớ, sinh năm 1991 ở bản Nậm Pon, xã Mường Pong, huyện Mường Nhé, Điện Biên. Như vậy, đến thời điểm này, cái tên Sùng A Chớ, danh tính thực sự của đối tượng cầm đầu trong đường dây mua bán người, đã được ghi trên hồ sơ của chuyên án 419D. Xác định được Chớ, nhưng để truy tìm được đối tượng này cùng với đồng bọn giữa núi cao rừng thẳm mênh mông trong nội địa Trung Quốc lại là một việc làm không đơn giản. Và vì vậy, những trang hồ sơ của chuyên án lại càng dày thêm. Tổ công tác của Công an tỉnh Lào Cai sang Trung Quốc để phối hợp với Công an Trung Quốc để sàng lọc, xác định các cái vị trí và phối hợp cũng để đề nghị người ta là cùng phối hợp xử lý. Cái thứ hai nữa đó là cử những trinh sát mà có những cái kinh nghiệm, mà đặc biệt là những trinh sát mà có những cái mối quan hệ mà thân tộc với lại những người mà dân tộc Mông mà làm thuê, hiện tại đang làm thuê ở Trung Quốc. Từ đó là để mà xây dựng được những cái xây dựng và tìm hiểu thêm được nhiều cái thông tin liên quan các cái đối tượng. Những trang hồ sơ tiếp theo của chuyên án 419D chính là cuộc cân não căng thẳng khi ban chuyên án phải liên tục tìm ra những phương án thích hợp nhất, phù hợp với tình hình thực tế để bắt giữ các đối tượng. Lúc này ban chuyên án có hai lựa chọn, hoặc là cử cán bộ sang Hà Khẩu trực tiếp bắt giữ các đối tượng, hoặc phối hợp nhờ công an Trung Quốc bắt giữ. Lúc đầu thì cũng đang tính là cử một tổ công tác sang để phối hợp với bạn bắt. Nhưng tuy nhiên rằng nếu cử tổ công tác thì giai đoạn đó đang có ảnh hưởng của dịch Covid rất là trầm trọng cả phía Việt Nam và Trung Quốc, với cái việc cách ly giãn cách biên giới và việc mà qua lại phải thực hiện việc cách ly 10, 14 đến 21 ngày thì không đảm bảo cho cái việc mà chúng ta thực hiện cái việc mà tổ chức cái tổ công tác sang nó bắt. Và vậy chúng tôi tính phương án thứ hai, những cái lán trại của các đối tượng này thì nó ở riêng một cái khu vực độc lập ở trong rừng, gần như là một cái lán trại của 6 cái lán trại đều làm trong rừng chuối cả, và cách cái khu đô thị là khu trung tâm huyện hơn chục cây số, không có người dân ở, chỉ có một đường độc đạo vào, cho nên là những lần kiểm tra đột kích trước của công an Trung Quốc đều bị lộ và các đối tượng đều sơ tán. Với tình hình thực tế như vậy, ban chuyên án đã tính toán, cân nhắc và thấy rằng việc truy bắt đối tượng ngay trên đất Trung Quốc trong bối cảnh núi cao, rừng sâu, hiểm trở thực sự không khả thi. Đến cuối tháng 6 năm 2020, ban chuyên án lại nhận được thông tin lúc này Sùng A Chớ và đồng bọn đang tìm cách trốn sang Myanmar. Yêu cầu về tiến độ phá án được đặt ra. Nếu chậm trễ, có thể các đối tượng sẽ cao chạy xa bay. Và khi ấy, việc truy bắt chúng sẽ càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Sau khi được sự đồng ý của ban chuyên án thì chúng tôi đã
phối hợp với công an Trung Quốc, đề nghị công an Trung Quốc là thực hiện các hoạt động truy bắt đối tượng để đối tượng có thể không dám lẩn trốn tại địa bàn huyện Hà Khẩu, buộc các đối tượng phải có cái phương án di chuyển. Trong đó có thể là chúng tôi đưa ra tình huống là các đối tượng sẽ di chuyển về Việt Nam. Đồng thời chúng tôi đã tổ chức lực lượng phân công các mũi trinh sát để tập trung tại các đường mòn lối mở của tuyến biên giới Lào Cai và Hà Khẩu để kịp thời phát hiện bắt giữ các đối tượng khi đối tượng lẩn trốn về Việt Nam. Thực hiện công tác phối hợp, công an Trung Quốc triển khai phương án dùng trà cá nhảy thực hiện nhiều đợt truy quét mạnh trong nội địa. Súng A Chớ và đồng bọn buộc phải tìm cách rời địa bàn Trung Quốc để về Việt Nam. Lúc này các tỉnh biên giới phía Bắc đang vào mùa mưa. Nhiệm vụ của trinh sát là bám sát các đường mòn, lối mở, dự đoán và đón lõng đường đi của các đối tượng. Với hàng trăm nghìn km đường biên trải dài nhiều tỉnh phía Bắc, việc xác định các đối tượng sẽ di chuyển theo hướng nào là rất khó khăn. Lúc này câu hỏi đặt ra là bắt các đối tượng ngay tại biên giới hay chờ cho đến khi chúng vào sâu trong lãnh địa Việt Nam? Do là khu vực biên giới là cung đường hẻo lánh và trời mưa rất là to nên là chúng tôi quyết định là không bắt giữ đối tượng tại khu vực biên giới, có thể nguy hiểm cho lực lượng truy bắt cũng như là đối tượng, và cũng không loại trừ khả năng là đối tượng có thể trốn được về Trung Quốc. Nên là lực lượng trinh sát tiếp tục bám sát và các đối tượng ở trên toàn cái tuyến biên giới thì có một cái dòng sông, chính là cái bộ phận ngăn cách giữa Việt Nam và Trung Quốc là cái tuyến biên giới, thì nó có một vài vị trí là nước sông lúc đó là chảy xuống cạn, thế nên có thể đi bộ được sang, và chúng tôi đã trao đổi và thống nhất với lại lực lượng biên phòng giám sát chặt chẽ cái khu vực đó để khi mà đối tượng đột nhập sang thì sẽ có cái cảnh bắt giữ. Đêm mùng 1 tháng 7, rạng sáng ngày mùng 2 tháng 7 năm 2020, Súng A Chớ và hai đồng bọn là Thào Xeo Hòa và Thào Xeo Áo được xác định đã trốn về Việt Nam. Tuy nhiên, hồ sơ của chuyên án này càng thêm kịch tính khi có một tình huống phát sinh, đó là các đối tượng khi trở về Việt Nam vẫn dẫn theo một bị hại mà chúng chưa kịp bán bên Trung Quốc. Với tình huống này, cộng thêm việc không ngoại trừ khả năng Súng A Chớ có thể có vũ khí nóng trong người, mọi phương án bắt giữ đều phải hết sức thận trọng. 5 giờ sáng ngày 2 tháng 7 năm 2020, đúng như thông tin nắm được sau khi xâm nhập vào Việt Nam, Súng A Chớ cùng hai đồng phạm dẫn theo một bị hại xuất hiện tại một điểm đón xe trên đường. Lúc này, ban chuyên án dự đoán chúng sẽ bắt xe sau và di chuyển theo nhiều hướng khác nhau. Quá trình khi chúng tôi tiến hành bắt giữ đối tượng Chớ cùng đồng bọn thì lúc này là thời điểm này nó vào khoảng hơn 5 giờ sáng ngày 2 tháng 7 năm 2020. Thì lúc này thì quán ở xung quanh cũng có quán mở, cũng có quán chưa mở. Nhưng do là cái khu vực đối tượng ẩn náu này là khu vực ngã ba, có nhiều người dân qua lại và cũng có một số người dân cũng đã đến quán đấy để liên quan đến cái việc là người ta sẽ di chuyển, đợi đón xe khách để di chuyển đến các cái địa bàn khác. Thế thì khi mà chúng tôi áp sát vào thì do qua các biện pháp nghiệp vụ đã xác định được đối tượng ăn mặc như thế nào, đặc điểm đối tượng làm sao. Nên mà khi chúng tôi mà ập vào thì đã nhanh chóng là áp sát và đồng thời thì khống chế đối tượng ngay, không để cho đối tượng bị động bất ngờ để có cái cơ hội chống trả.
những tập hồ sơ đã để lại đầy đủ trọn vẹn cuộc đấu trí căng thẳng giữa một bên là cơ quan điều tra và một bên là các đối tượng phạm tội có tổ chức hoạt động chuyên nghiệp với thủ đoạn tinh vi. Trong quá trình làm việc với điều tra viên Súng A Chớ, Thảo Xeo Hòa, Thảo Xeo Áo đều quanh co, chỉ khai nhận những nội dung mà cơ quan điều tra đã biết. Ngay cả nạn nhân được giải cứu trong quá trình bắt giữ các đối tượng cũng bao biện rằng chúng đang giúp đỡ nạn nhân. Là khi đối tượng chúng tôi bắt giữ được ba đối tượng đầu tiên là đối tượng Súng A Chớ và đối tượng Thảo Xeo Hòa, Thảo Xeo Áo thì các đối tượng là không khai nhận hành vi phạm tội của mình, vì khi đấy là có một bị hại đang đi cùng các đối tượng mà lại giải cứu tại địa bàn Lào Cai thì các đối tượng cho rằng là các đối tượng đang đưa bị hại về để giao lại cho gia đình và đối phó với lực lượng chức năng là đây là bị hại bị bán sang Trung Quốc, được các đối tượng hỗ trợ giúp đỡ để các đối tượng đưa về Việt Nam và đưa về giao cho gia đình. Đấy là góc độ là đối tượng đối phó. Còn cái quá trình chúng tôi đưa tài liệu căn cứ và tài liệu chứng cứ đã thu thập được để đấu tranh các đối tượng thì dần các đối tượng cũng thừa nhận hành vi phạm tội. Theo hồ sơ chuyên án 419D, căn cứ bắt giữ đối tượng được xác lập từ 3 nguồn tài liệu quan trọng. Thứ nhất đó là việc tiến hành nhận dạng hai chiều giữa các đối tượng chính đồng phạm và các nạn nhân. Thứ hai là tài liệu điện tử thu giữ từ máy tính, iPad, điện thoại của các đối tượng. Thứ ba, từ khai nhận của các đối tượng có ghi âm ghi hình, cơ quan điều tra tiến hành thực nghiệm điều tra để xác định vị trí, phương tiện, cách thức gây án. Với các bằng chứng đầy đủ thuyết phục, ban chuyên án đã bác bỏ bao biện của các đối tượng, buộc chúng phải thừa nhận hành vi lừa gạt, mua bán phụ nữ qua biên giới. Quá trình khai thác thông tin và đấu tranh với đối tượng Súng A Chớ này, chúng tôi phát hiện ra là giữa các đối tượng ngoài việc là cùng nhau thực hiện hành vi phạm tội thì các đối tượng có những mâu thuẫn trong quá trình cùng thực hiện phạm tội về góc độ là quyền lợi, mâu thuẫn về quyền lợi, tức là cái tiền mà các đối tượng được hưởng ấy. Nên là chúng tôi đã sử dụng và khai thác tận dụng cái điểm này để chúng tôi tiếp tục mở rộng cái việc là đấu tranh làm rõ hành vi của nhóm đối tượng là gồm chỗ Trang A Vương, Trang A Lự, Súng A Tùng. Nơi cư trú của ba đối tượng Trang A Vương, Trang A Lự và Súng A Tùng được xác định ở Lai Châu. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã báo cáo về Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an Lai Châu để xác định. Tuy nhiên tại thời điểm này cả ba đối tượng đều không có mặt tại nhà, không liên lạc với gia đình. Công an Lào Cai đã phối hợp với Công an Lai Châu tiến hành rà soát tất cả các xã, huyện, xác định được nơi ở của hai đối tượng Trang A Vương, Trang A Lử. Nhanh chóng triệu tập hai đối tượng này về cơ quan điều tra để làm việc. Riêng đối tượng Súng A Tùng, ban chuyên án đã tiến hành vây bắt khi hắn đang ở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Đây là đối tượng cuối cùng trong đường dây bị bắt giữ. Như vậy, với việc bắt chọn ổ nhóm 7 đối tượng trong đường dây buôn bán phụ nữ ra nước ngoài với quy mô gần 50 nạn nhân, đã kết thúc hồ sơ của chuyên án 419D. Khi những trang hồ sơ cuối cùng của chuyên án được khép lại, cũng là lúc cơ quan chức năng ghi nhận tình trạng mua bán người có xu hướng giảm xuống tại các tỉnh biên giới phía Bắc, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Thế nhưng vẫn còn đó câu chuyện về số phận con người đằng sau chuyên án. Nhiều bị hại may mắn được giải cứu trở về đoàn tụ với gia đình. Có người may mắn có cơ hội xây dựng mái ấm riêng. Nhưng có người cả đời cuộc đời lỡ dở.
Bên cạnh đó lại vẫn còn không ít những nạn nhân trong các vụ mua bán người hiện nay không hề có tin tức. Các cô gái kém may mắn ấy đã được đưa sâu vào nội địa của Trung Quốc, trở thành món hàng khi bị bán làm vợ, bán vào các động mại dâm. Ngày trở về với họ thực sự quá xa xôi, thậm chí có những người đã bị đẩy xuống tận cùng của bi kịch, phải bỏ mạng nơi xứ người, vĩnh viễn không còn cơ hội trở về. Vì vậy trong chuyên án 419D nói riêng và trong các vụ án mua bán người nói chung, tội danh của những kẻ buôn bán người thực sự đáng bị lên án ở mức án phạt nghiêm khắc của pháp luật. Yên Thịnh và Yên Thượng là hai xã liền kề nằm ở phía tây huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn. Với thành phần dân cư chủ yếu là người Tày, Kinh, Dao, cuộc sống tuy còn vất vả khó khăn nhưng yên bình, êm ấm. Ít ai ngờ cái nhịp sống êm đềm ấy bị phá vỡ vào một ngày mùa hạ năm 2013. Tai họa giáng xuống nhà ông Trần Văn Việt ở thôn Nà Dài. Đứa con gái 18 tuổi, Trần Thị Tuyết của ông đột ngột biến mất. Hoảng sợ và nghi ngờ có chuyện chẳng lành xảy ra với đứa con gái yêu thương của mình, ông Việt trình báo chính quyền. Đến lúc đấy, ông mới biết tai họa không chỉ đến với một mình gia đình ông. Gia đình ông Sơn là em vợ của ông, trú ở thôn Nà Mền, xã Yên Thượng, ngay cạnh, cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự. Con gái ông Sơn, Triệu Thị Huệ, cũng biến mất khỏi nhà, không tin tức. Không khí xóm núi trở nên ảm đạm, bất an. Thông tin về sự mất tích bí ẩn của hai cô gái được gia đình báo lên công an huyện Chợ Đồn. Sau khi nhận được đơn trình báo thì tôi đã báo cáo lãnh đạo đội, lãnh đạo đơn vị cử các cán bộ phối hợp cùng tôi đi tiến hành điều tra xác minh ghi lời khai ban đầu về những người biết việc, về việc rời khỏi nhà đi của Huệ và Tuyết. Qua quá trình điều tra thu thập thông tin tài liệu thì cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Chợ Đồn xác định thì đây là việc có dấu hiệu của tội phạm mua bán người, thì công an huyện Chợ Đồn đã có công văn và chuyển toàn bộ hồ sơ tài liệu ra phòng PC45 công an tỉnh Bắc Cạn để giải quyết theo thẩm quyền. Trong lúc mọi người đang xôn xao về sự mất tích của hai cô gái trẻ thì ít ai để ý cũng trong thời gian đó trên địa bàn các xã phía tây huyện Chợ Đồn xuất hiện một người phụ nữ. Người này vừa lạ lại vừa quen. Quen vì chị ta cũng là người địa phương. Lạ là vì chị ta đã bỏ nhà đi từ nhiều năm trước, nay đột ngột trở về một cách khó hiểu. Người phụ nữ đó là Triệu Thị Hiền, trú ở xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn. Liệu người phụ nữ này liên quan gì đến sự mất tích của hai cô gái trẻ ở Yên Thượng hay không? Có lẽ người giàu trí tưởng tượng nhất cũng khó hình dung đến mối liên hệ giữa hai sự kiện này. Tuy nhiên, trong con mắt hình sự của công an tỉnh Bắc Cạn thì đây là một câu hỏi cần tập trung làm rõ. Nhất là khi họ nắm trong tay một thông tin cực kỳ quý giá. Triệu Thị Hiền từng là bạn học của Trần Thị Tuyết, cô gái mất tích ở xã Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn. Đặc biệt, sau khi hai cô gái trẻ mất tích thì Hiền cũng biến mất khỏi địa phương. Một dấu hiệu đầy khả nghi mà các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bắc Cạn không thể bỏ qua. Tất nhiên từ câu hỏi đến sự thật là một chặng đường vô cùng cam go mà ngay cả những người trong cuộc nhiều khi cũng không thể hình dung nổi. Khi nhận được đơn trình báo của gia đình bị hại tố cáo về cái việc là con của gia đình bị hại là con của gia đình là bỏ nhà ra đi, thì nghi vấn là có hai đối tượng là bạn thân, bạn học của bị hại là lừa bán sang Trung Quốc. Thì quá trình nhận đơn thì đội phòng chống tệ nạn và mua bán người tiến hành báo cáo lãnh đạo là tiến hành điều tra xác minh và thu thập những tài liệu liên quan. Thank you.
Giữa lúc người nhà của Trần Thị Tuyết và Triệu Thị Huệ tuyệt vọng vì tin tức của hai cô gái vẫn bỗng chìm tầm cá, thì cách đó hàng ngàn km về phía Bắc, ở một địa điểm thuộc thành phố Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, con gái họ đang phải trải qua những ngày kinh hoàng nhất cuộc đời. Bắc Hải là thành phố cảng biển, đồng thời là khu du lịch nổi tiếng ở miền Nam Trung Quốc, từng được ví là Hawaii của phương Đông. Tuy nhiên, Tuyết và Huệ đến đây không phải để du lịch, tận hưởng cuộc sống. Họ bị ép phục vụ trong một đồng mại dâm, ngày ngày đối mặt với những giờ phút vô cùng tủi nhục để mua vui cho những khách làng chơi. Vậy con đường nào dẫn họ từ những bản làng chôn rau cắt rốn bình yên ở huyện Chợ Đồn đến ổ mại dâm nơi đất khách quê người? Tất cả đều có sự tham gia của Triệu Thị Hiền. Đối tượng đã xuất hiện và biến mất ở huyện Chợ Đồn cùng thời điểm Tuyết và Huệ rời khỏi nhà và rơi vào tình trạng bóng chim tầm cá. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, thì Triệu Thị Hiền sinh năm 1996, là người thôn Khủi Kẹn, xã Bản Thì, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn. Ngay từ bé, Hiền đã có biểu hiện lêu lỏng, ăn chơi, bỏ bê học hành, nhiều lần bị thầy cô giáo nhà trường nhắc nhở vì vi phạm kỷ luật. Tuy nhiên, Hiền vẫn chứng nào tật nấy. Lên lớp 7, Hiền bỏ học. Tuy bỏ học, nhưng Hiền vẫn giữ liên lạc với một số bạn bè cùng lớp để khi tiện thì tổ chức tụ tập chơi bời, tán gẫu. Trong số đó có Trần Thị Tuyết. Tuyết và Hiền trước đây chơi khá thân với nhau. Khi biết Hiền đua đòi lêu lỏng, bỏ học, ông Việt, bố Tuyết đã nhiều lần khuyên răn không cho con gái giao du với Hiền để tránh lâm vào cảnh gần mực thì đen. Tuy nhiên con gái ông vẫn giấu giếm gia đình, giao du với bạn xấu. Không ngờ tai họa bắt đầu từ mối quan hệ tưởng chừng như vô bổ ấy. Một ngày đầu tháng 5 năm 2013, Triệu Thị Hiền bất ngờ xuất hiện ở thôn Nà Dài, xã Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn. Mục tiêu mà Hiền tiếp cận chính là Tuyết, cô bạn học cũ trong tâm trạng khá chán chường vì sau khi học hết cấp 3, đang chưa có công ăn việc làm, trong khi nhu cầu tiêu pha ngày càng lớn và không thể chìa tay xin bố mẹ mãi. Mồi nhử được kẻ buôn người đưa ra, một công việc nhàn nhã, có thu nhập cao ở tỉnh Quảng Ninh. Hiền còn nói thêm, do là bạn bè quen biết nhau nên mới ưu tiên cho Tuyết. Chỗ làm là của chị gái Hiền, Triệu Thị Sai quản lý. Nếu Tuyết không quyết định ngay, sẽ có nhiều người khác đăng ký theo Hiền ra Quảng Ninh làm việc. Ngay lập tức, Tuyết mắc bẫy. Tuyết bí mật chuẩn bị mọi hành trang cần thiết cho chuyến đi xa. Trước khi lên đường, Triệu Thị Hiền mừng như bắt được vàng khi nghe Tuyết xin cho cô em con cậu là Huệ ở xã Yên Thượng được đi làm cùng. Tờ mờ sáng một ngày đầu tháng 5 năm 2013, khi bản làng còn chìm trong giấc ngủ, Tuyết và Huệ đã lặng lẽ tạm biệt gia đình theo Triệu Thị Hiền lên đường với rất nhiều hy vọng. Họ không thể biết được phía trước họ là con đường vô cùng tăm tối, là quãng đời mà sau này họ sẽ ước giá như mình chưa từng trải qua. Sau một ngày hành trình vất vả, sẩm tối hôm ấy, ba người đến thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Tại đây, họ gặp Triệu Thị Sai, hay còn gọi là Thù. Cơm nước xong, Hiền lấy cớ là bố mẹ ở quê bị rắn cắn, nên giao hai cô gái trẻ cho Sai để lập tức quay về Bắc Cạn. Ngày tối hôm ấy, Sai dẫn Tuyết và Huệ vượt biên sang đường Tiểu Ngạch sang Trung Quốc. Đó cũng là thời khắc đánh dấu bắt đầu những ngày tháng tủi nhục của hai cô gái trẻ. Tuần đầu tiên trên đất khách, hai cô gái trẻ được Sai và người tình của Thị, một người đàn ông Trung Quốc tên Dũng, đối xử rất tử tế. Chúng đưa nạn nhân đi mua sắm quần áo, điện thoại, mỹ phẩm, cho họ học tiếng Trung để thuận lợi trong giao tiếp. Tuy nhiên, những ngày vui vẻ ấy không kéo dài được bao lâu. Hai cô gái trẻ bàng hoàng khi bị Sai và người tình bắt đi bán dâm. Số tiền buôn hương bán phấn đều bị Sai và Dũng thâu tóm. Chúng theo dõi kiểm soát chặt chẽ nhất cử nhất động của nạn nhân. Trong một lần đi tiếp khách, Huệ và Tuyết đã bàn nhau bỏ trốn. Nhưng do đất khách quê người, lạ nước lạ cái,
không quen ngôn ngữ, không thông thuộc địa hình, nên gần như ngay lập tức họ bị bắt lại. Một lần nữa, hai cô gái trẻ lại mắc bẫy của mẹ mình, Triệu thì Sai. Thay vì thực hiện lời hứa, Sai bán sang tay hai cô gái cho một động mại dâm khác ở Bắc Hải. Tại đây, không có cách nào khác, các cô gái lại biến mình thành công cụ giải trí cho khách làng chơi. Một thời gian sau, Huệ bị bán làm vợ cho một người đàn ông Quảng Tây, Trung Quốc. Còn Tuyết bị giữ lại để làm công cụ kiếm tiền cho chủ chứa. Sau đó Tuyết lại bị Sai bán cho một động mại dâm khác ở Thượng Hải. Cuộc hành trình tủi nhục của hai cô gái trẻ ngày càng đi sâu vào nội địa Trung Quốc, càng xa biên giới Việt Nam, đồng nghĩa với việc hy vọng trở về của họ ngày càng nhỏ nhoi hơn bao giờ hết. Thượng Hải có lẽ là thành phố năng động, sầm uất, giàu có bậc nhất của đất Trung Hoa. Nhưng với cô gái trẻ Trần Thị Tuyết, thành phố nổi tiếng ấy chỉ gói gọn trong căn phòng vừa đầy 20m2. Trên tầng 2 của căn nhà, nơi đóng đô của một ổ mại dâm, mọi sinh hoạt của cô từ ăn ngủ đến tiếp khách đều gói gọn trong căn phòng ấy. Đối diện với cơn ác mộng ngày càng dữ dội, Tỷ Lệ thuận với nỗi sợ hãi là lòng khát khao trở về với gia đình, hối thúc Tuyết tìm cách bỏ trốn. Trở lại Móng Cái, Quảng Ninh, vừa lúc Tuyết đang lang thang chưa biết đi đâu về đâu vì không một xu dính túi, thì một người phụ nữ lạ mặt xuất hiện. Chị ta nói cũng đến đón con gái bị trục xuất và ngỏ ý giúp đỡ. Trong lúc người phụ nữ chưa lên xe, Tuyết nhanh trí mượn điện thoại của người lái xe để liên lạc. May mắn cô nhớ được số điện thoại của một người bạn, và từ đây Tuyết liên lạc được với các cán bộ phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh Bắc Cạn. Cú điện thoại này đã dẫn quá trình làm rõ vụ mất tích ở hai xã Yên Thịnh, Yên Thượng sang một bước ngoặt mới. Cơ quan điều tra chính thức đưa hai chị em Triệu Thị Hiền, Triệu Thị Sai vào tầm ngắm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chân dung của những kẻ buôn người lợi dụng sự cả tin của các cô gái trẻ dần được đưa ra ánh sáng. Cái khó khăn ở đây là đối tượng sau khi lừa hai cháu gái sang Trung Quốc để bán lấy tiền thì có không trở về địa phương. Tại địa phương thì chính quyền địa phương và nơi sinh sống của tượng cũng không báo với chính quyền địa phương là đi đâu, và gia đình đối tượng thì cũng không hợp tác với cơ quan công an. Cái khó khăn thứ hai là ở đây là trinh sát điều tra xác minh thì cái đối tượng mà gây ra cái vụ án này thì là đồng bào dân tộc ít người. Tại cái khu vực mà gia đình đối tượng sinh sống thì có 10 hộ gia đình. Thế nên là cái việc sử dụng cái biện pháp nghiệp vụ thì của ngành thì rất khó khăn. 18 giờ 30 phút ngày 7 tháng 7 năm 2013. Mặc dù trời đã sẩm tối, giờ làm việc buổi chiều đã hết từ lâu, nhưng các cảnh sát có kinh nghiệm của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh Bắc Cạn vẫn chưa rời nhiệm sở. Họ hồi hộp chờ đợi sự có mặt của một vị khách. Vị khách đó là Trần Thị Tuyết, nạn nhân vụ buôn bán người ở huyện Chợ Đồn. Người phụ nữ chân yếu tay mềm đã trải qua cuộc chạy trốn kinh hoàng nơi đất khách. Tại cơ quan điều tra, tội ác của chị em họ Triệu được cô trình bày chi tiết trong đơn tố cáo gửi cơ quan công an. Khoảng thời gian đầu thì không thu bắt cho học tiếng, rồi đến vài lần sau là thu bắt em với Huệ đi tiếp cùng nhau bỏ trốn lên trên tỉnh, lại bị thu bắt quay trở về. Thu lại bán cho hai người bạn của Thu thì là chủ mua không thích nên là bán Huệ đi trước, bảo em để học tiếng rồi làm cho họ đi tiếp bắt họ, nhưng mà em không đồng ý. Bán em cho nhà khác thì tại Sam Hải. Thời gian đầu họ bắt em học tiếng, không cho em ra ngoài. Phòng em ở trên tầng 2, cửa là cửa trần không gục kính. Rồi em nhảy xuống cái đất trống, rồi khu đấy là ở cạnh chợ, có mấy cây dừa đấy, rồi em nấp đấy rồi đợi đến đêm mà có công an đi tuần qua thì em
có ra gọi với tay thì họ có xuống bắt. Em ở đấy hơn 20 ngày. Cũng từ thời điểm đó, cuộc truy lùng những kẻ buôn người diễn ra qua nhiều địa bàn chính thức bắt đầu. Một cuộc truy lùng mất rất nhiều công sức, thời gian của các trinh sát, cùng với sự kết hợp của công an nhiều địa phương, tỉnh thành mới có thể đưa hai mẹ mình ra trước ánh sáng pháp luật. Từ cái hành vi phạm tội, cái hành vi của Triệu Thị Hiền, Triệu Thị Sai, tức là Phùng Thị Thu, hai chị em này liên lạc với nhau và tìm đưa người sang Trung Quốc để bán lấy lợi nhuận. Và đây cái mục tiêu là chúng tôi phải đấu tranh là làm rõ cái hành vi, cái việc làm của Hiền và Sai là coi Hà Ma Thị Huệ và Trần Thị Tuyết như một món hàng và có thu được cái lợi nhuận, có thu được tiền. Nhưng mà cái thứ nữa ấy, là họ phải là họ có một cái thủ đoạn rất là gian ngoan, là họ lừa người ta sang bên kia, xong đó bán người ta cho người bên Trung Quốc và đem đi rất là nhiều nơi. Chân dung của những kẻ buôn người được làm rõ, xong để truy bắt các đối tượng này ra trước pháp luật là cả một quá trình vô cùng vất vả của các điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bắc Cạn. Chị em họ Triệu tuy có hộ khẩu thường trú tại xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, nhưng chúng thường xuyên vắng nhà, sống lang thang ở nhiều địa phương, thậm chí có thời gian ở Trung Quốc, gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra. Công an xã thì cũng tổ chức họp trong góc độ là lực lượng công an xã, là triển khai khi phát hiện đồng chí chú bà Sai này về thì sẽ báo trực tiếp cho công an xã, là phối hợp với lại công an đồn trực tiếp đến tại thôn bản. Sau đó là cũng bố trí đồng chí công an viên tại thôn bản là nắm tình hình tại thôn và thường xuyên là theo dõi và kiểm tra tại khu vực nhà bà Sai này, xem bà có thường xuyên về nhà thăm gia đình và bố mẹ hay không. Thì sau đó thì qua nắm tình hình trên chỗ địa bàn thì bà chỗ chị Sai này thì hầu như là đi từ năm 2019 là không thấy là về gia đình. Việc một trong hai đối tượng chính của vụ án là Triệu Thị Sai có hơn 5 năm trời không xuất hiện ở địa phương đã đặt ra thách thức không nhỏ với các điều tra viên. Ngoài ra, em gái thị là Triệu Thị Hiền cũng rất ít khi có mặt ở nhà. Từ công tác phát động phong trào quần chúng, cơ quan điều tra có được thông tin vào thời điểm bị truy bắt, Hiền đang hành nghề tiếp viên ở các quán karaoke, ở các quán cà phê đèn mờ. Tuy nhiên, địa bàn hoạt động của thị rất rộng, gây khó khăn cho công tác truy tìm. Và đấu tranh với họ là bởi vì rất khó. Cái thứ nhất là đối tượng là nó như hàng quay như mà nãy tôi nói. Đấy là một. Cái thứ hai là cái đối tượng này sống lang thang, không có nơi cố định. 3 năm nay rồi Triệu Thị Sai là liên tục sống đến nơi là lang thang, là không có nơi ở, coi như là bỏ nhà đi. Triệu Thị Hiền cũng bỏ nhà đi, không ở đây, cho nên là cứ đi chỗ này hết chỗ này chỗ khác, mà chúng tôi phải theo dõi suốt cùng phối hợp với công an các đơn vị địa phương của Quảng Ninh, rồi của Lạng Sơn, rồi của Vĩnh Yên và công an Hải Dương, nên theo dõi suốt phối hợp với họ và cùng với cái việc mà phát động toàn dân khi bắt đầu là có cái. Một cái thứ hai nữa đấy là họ thường là liên lạc bằng điện thoại từ Trung Quốc về, rồi hoặc là liên lạc vào cái mà thay đổi cái số SIM, ta gọi là SIM rác ấy, để liên lạc với nhau, cho nên là cái việc mà xác định định vị rất là khó. Sau khi cái việc mà đối tượng lừa hai cháu sang Trung Quốc và biết là cái gia đình bị hại thì tố cáo với cơ quan công an về hành vi là lừa mua bán sang người sang Quốc để bán, thì đối tượng này đã trốn khỏi Trung Quốc. Thì sau khi theo thông tin của cơ quan công an tỉnh Bắc Cạn là phối hợp với cục cảnh sát hình sự với Interpol là phối hợp với bộ đội với các lực lượng khác của Trung Quốc thì truy đuổi, thì hai đối tượng đã trốn sang Việt Nam. Song song với việc phát động quần chúng tố giác tội phạm, đồng thời áp dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng phát hiện Triệu Thị Hiền, một trong hai đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà hàng karaoke thuộc địa bàn thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Vào đêm ngày 28 tháng 11 năm 2014, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bắc Cạn lặng lẽ về xuôi, nửa đêm đến thành phố Vĩnh Yên không nghỉ ngơi. Các anh bắt tay ngay vào việc xác minh nguồn tin.
Tuy nhiên, với sự ranh ma của mình, Triệu Thị Hiền khiến các điều tra viên thêm một lần thất vọng. Chỉ trước đó ít ngày, Thị đã rời quán karaoke và đi đâu không ai rõ. Kiên trì lần theo những manh mối nhỏ nhất, trinh sát nhận được nguồn tin Hiền bị tai nạn nên rời khỏi nơi cư trú để điều trị vết thương. Lập tức, các trạm xá, bệnh viện, nhà thuốc tư nhân trên địa bàn huyện Tam Đảo và các địa phương lân cận được rà soát kỹ càng. Cuối cùng, sau hơn một năm trời lần tìm đối tượng, vào ngày 29 tháng 11 năm 2014, lực lượng công an cũng đã bắt được cô em nhà họ Triệu vì Thị đang nằm trong bệnh viện điều trị vết thương. Đối tượng chính trong vụ này là trốn về tỉnh Vĩnh Phúc. Thì quá trình truy bắt thì tổ công tác đã bắt được đối tượng ở Vĩnh Phúc, thì sau đó thì đối tượng thứ hai thì qua khai thác đối tượng thì xác định là đối tượng đồng phạm của đối tượng chính là hai chị em ruột thì đang lẩn trốn ở tại Chí Linh, Hải Dương. Ngay sau đó thì tổ công tác đã tiến hành cử thêm một số đồng chí là đồng thời là truy xét đối tượng nóng tại khu vực huyện Chí Linh, thì Hải Dương. Thì trong một thời gian ngắn nhất thì tổ công tác đã xác định được đối tượng đang lẩn trốn và làm gái mại dâm tại khu vực huyện thị xã Chí Linh. Việc Triệu Thị Hiền xa lưới đã tạo điều kiện hết sức quan trọng để cơ quan điều tra tìm ra kẻ vừa là đồng phạm vừa là chị gái của Hiền là Triệu Thị Sai. Khác với Hiền, Sai có các mối quan hệ xã hội phức tạp hơn nhiều. Đồng thời, đối tượng này thường xuyên qua lại giữa hai nước Việt Nam, Trung Quốc, nên kế hoạch truy bắt của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, cơ quan công an dần đưa Triệu Thị Sai vào vòng phong tỏa. Sau khi mà bắt được Hiền, khống chế Hiền và đưa Hiền, bắt Hiền phải dùng điện thoại liên lạc với Triệu Thị Sai và biết được Triệu Thị Sai đang ở Đồng Triều, Quảng Ninh. Nhưng đồng thời là chúng tôi phối hợp với công an Quảng Ninh đưa trinh sát xuống xác minh, thì biết được rằng là Triệu Thị Sai đang cặp bồ với một đối tượng, với một người nữa tên là Cường. Thế và từ Cường, đã đầu phải tìm Cường ấy. Thế từ Cường mà chúng tôi phải khống chế Cường và đưa Cường, dùng Cường để tìm và lôi thu ra. Tại cơ quan điều tra, ban đầu cả hai chị em họ Triệu luôn miệng chối cãi và cho rằng mình chỉ giúp đỡ hai cô gái trẻ tìm việc làm trong lúc khó khăn. Tuy nhiên, trước những chứng cứ không thể chối cãi, cả hai đã phải cúi đầu nhận tội. Như vậy, chỉ trong vòng 4 ngày cuối tháng 11 và đầu tháng 12 năm 2014, công an tỉnh Bắc Cạn đã tóm gọn hai kẻ buôn người, kết thúc quá trình truy tìm hơn một năm trời diễn ra trên địa bàn nhiều tỉnh thành, thậm chí sang cả nước láng giềng Trung Quốc. Trước kia tôi đã từng bị bán, bị người ta lừa bán sang Trung Quốc nhiều lần. Như là ở đấy nhiều năm thì tôi gặp một người tên là Dũng, xong rồi Dũng đã bảo với tôi là khi nào rồi gọi điện về nhà hỏi xem có nhà có người nào làm đi làm không, thì giới thiệu sang mình ấy làm, mấy chị em làm với nhau. Tôi lấy tâm gọi điện cho em gái tôi, thì em gái tôi đưa tuyết với lại với thằng mình đấy, rồi tôi đi đón hai người đấy lên đấy làm của tôi. Sau đó thì hai đứa thì ba chị em đi làm cùng nhau. Cái hành vi của mình là sai. Vụ án kết thúc ghi nhận thêm một thành tích đáng khích lệ của công an thành phố Bắc Cạn trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đồng thời cũng đặt ra nhiều vấn đề mà chính quyền và người dân ở các địa phương, nhất là địa phương vùng sâu vùng xa, các địa bàn tội phạm buôn người dễ lợi dụng hoạt động, cần tập trung giải quyết. Một giờ sáng, cả thành phố Hải Phòng chìm trong giấc ngủ say. Thỉnh thoảng có tiếng xe rú ga của những tay chơi đêm hay những bóng người lầm lũi đi làm ca về muộn.
Đội tuần tra của phòng cảnh sát điều tra về tội phạm hình sự, công an thành phố Hải Phòng tuần quanh những con đường vắng lặng, kiểm tra giấy tờ của những đối tượng nghi vấn nhằm diệt nạn cướp bóc đánh nhau, gây mất trật tự an ninh thành phố. Giống mọi ca trực của mình, Thượng tá Nguyễn Đức Cường về đơn vị kiểm tra lại một số hoạt động và lên phương án triển khai công tác. Tôi chỉ đạo đi anh em đi nắm tình hình về khoảng 1 giờ đêm. Thì tôi thấy có một người đàn ông đứng ở cái gốc cây me trước cửa cơ quan. Nhìn thấy cái dáng điệu anh ấy rất buồn. Tôi mới hỏi anh là thế anh đến đây làm gì? Tại đây, người trình báo về việc mất tích đứa con gái tên Phạm Thị V, sinh năm 1997, trú tại Đông Hải, Hải An, Hải Phòng. Cụ thể là con gái của ông đã bỏ nhà đi từ ngày 22 tháng 5 năm 2013. Đến nay chưa về. Gia đình đã đi tìm khắp nơi. Đến nhà bạn bè của V cũng không thấy. Gia đình đã làm đơn trình báo lên công an quận Hải An và chưa được giải quyết. Sốt ruột vì sợ những điều tồi tệ xảy ra với con gái, người đàn ông này đến phòng cảnh sát điều tra tội phạm hình sự công an thành phố Hải Phòng, định chờ đến sáng vào trình báo. Cảm thông với nỗi đau mà gia đình của nạn nhân đang phải gánh chịu, nhận định có khả năng đây là một vụ buôn bán người, Thượng tá Nguyễn Đức Cường đã khẩn trương triệu tập các đội trưởng, thành lập ban chuyên án, nhanh chóng thu thập tin tức, phối hợp với công an quận Hải An truy tìm manh mối nạn nhân. Ngay trong đêm, tất cả hồ sơ, tài liệu của nạn nhân Phạm Thị V được cơ quan công an thu thập với quyết tâm bằng mọi cách tìm được V và đưa nạn nhân về an toàn và nhanh nhất. Ban chuyên án đã khẩn trương họp triển khai, vẽ đường đi của đối tượng. Tuy nhiên, khó khăn cho cơ quan công an là đối tượng trong vụ án này là một đối tượng ảo có nickname mạng Facebook là Long Tiền Tỷ, lần theo mọi thông tin trên mạng Facebook của V và Long Tiền Tỷ. Hướng đi của hai người này dần được hiện ra. Đối tượng này là không xác định được cái nhân thân lai lịch và cũng như là cơ quan điều tra cũng không có ảnh của cái đối tượng Long Tiền Tỷ này là trên biệt hiệu là trên cái mạng internet này. Sau nhiều giờ đồng hồ vào trang Facebook của V, cơ quan công an phát hiện V từng tâm sự với mấy người bạn bè về quan hệ yêu đương với Long Tiền Tỷ. Qua đó cho thấy hai người này tuy chưa gặp mặt nhau lần nào nhưng đã trò chuyện và có tình cảm với nhau đã được gần 2 tháng. Tiếp tục tìm hiểu thì có thấy Long Tiền Tỷ có mời V đi Hà Nội chơi và thăm người quen. Nhưng V không nói rõ thời điểm đi và sẽ đi đến đâu, nên các trinh sát lại tiếp tục tìm từng mối quan hệ ảo của V, đến từng nhà và lấy thông tin về sự mất tích của V. Bên cạnh đó, một tổ công tác lập tức lên đường đi Hà Nội theo sơ đồ mà ban chuyên án đã vạch ra. Các trinh sát lần tìm manh mối từ các khu vực như bến xe khách, nhà ga, nhà nghỉ. Trên tay là tấm hình của V. Các trinh sát hỏi thăm từng người bán nước hay lái xe ôm quanh khu vực có khả năng nghi vấn. Nhưng bóng dáng cô gái mang tên V và anh người yêu Long Tiền Tỷ vẫn như bóng chim tầm cả. Trong khi các trinh sát đang tiếp tục kiểm tra các nhà nghỉ quanh khu vực bến xe, thì nhận được thông tin từ đồng đội. Một người bạn của V cho biết, V đã liên lạc với bạn và nói rằng đang ở nhà nghỉ tại khu vực nhà ga Gia Lâm và sẽ đi tàu lên Lào Cai thăm mẹ người yêu. Ngay trong ngày, một tổ công tác lên đường đến Lào Cai. Từ những thông tin cơ quan công an điều tra được, ngày càng lộ rõ chân tướng lừa đảo của kẻ gọi là người yêu của V. Khả năng Long Tiền Tỷ lừa V lên Lào Cai thăm mẹ rồi bán qua Trung Quốc là rất cao. Nhưng đối tượng đã đưa nạn nhân đi được một tuần, hắn còn ở lại Lào Cai hay đã sang bên Trung Quốc? Tại thành phố Lào Cai, sau khi họp bàn với công an thành phố triển khai công tác truy tìm manh mối, các khu vực khả nghi đã được cơ quan công an điều tra, ra soát cẩn thận. Tổ công tác chia nhau đến từng nhà trọ, nhà nghỉ, dù ở giữa trung tâm thành phố hay là vùng ven, không quản mưa nắng ngày đêm, chỉ mong tìm được tung tích của cô gái trẻ.
tổ công tác cùng phối hợp làm việc với bộ đội biên phòng tỉnh tuần tra truy tìm tung tích của Về và tên người yêu của Về. Tại cửa khẩu, cơ quan có thẩm quyền cho biết mấy ngày nay không có đối tượng nào giống như hai người mà cơ quan công an đang truy tìm. Sau cuộc họp với công an thành phố, tổ công tác đưa ra nhận định khả năng đối tượng đưa Về vượt biên sang Trung Quốc. Địa điểm vượt biên được các trinh sát đưa vào tầm ngắm đó là huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Đây là địa bàn heo hút, vắng người, chỉ qua con sông nhỏ là đến địa phận Trung Quốc. Nếu nạn nhân bị bán sang bên kia biên giới, rất có khả năng sẽ bị bán lại vào các động mại dâm hoặc bán cho những người có nhu cầu mua vợ bé. Giữa trốn thầm sơn, công cốc này biết tìm đâu ra manh mối, cũng không thể lần theo dấu vết tội phạm để lại. Nhận định khả năng đối tượng đưa cô gái vượt biên trái phép qua biên giới, tổ công tác tiếp tục phân công nhau đi đến tận những địa bàn khả nghi. Suốt ngày kiểm tra, tìm nhân chứng, cuối cùng một người cho biết cách chừng 5 đến 6 ngày có chở hai thanh niên trẻ tuổi, một nam một nữ sang bên kia nước bạn. Để biết được đường đi này, hẳn đối tượng phải là kẻ có nhiều kinh nghiệm vượt biên trái phép sang Trung Quốc. Sau khi gọi điện báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo cấp trên, tổ công tác cùng công an tỉnh Lào Cai phối hợp và làm việc với công an Trung Quốc khẩn trương truy tìm tung tích nạn nhân Phạm Thị Về. Tại địa bàn nước bạn giáp biên giới Việt Nam, những người Việt Nam sống tại đây lần lượt được triệu tập. Qua công tác đấu tranh, bằng nhiều kinh nghiệm trong việc phòng chống tội phạm buôn bán người, cơ quan công an đã tìm ra tung tích của nạn nhân Phạm Thị Về, đã được tên người yêu Long Tiền Tỷ lừa bán sang Trung Quốc rồi lấy tiền trở về Việt Nam. Hành vi đê hèn của gã trai đốn mạc mang tên Long Tiền Tỷ đã gây ra nỗi đau và sự tủi nhục cho cô gái trẻ, gây bức xúc cho gia đình của cô gái. Chỉ một chút nữa, không biết được cuộc đời và tương lai của Phạm Thị Về sẽ đi về đâu. Hai người đã quen nhau qua mạng Facebook được gần 2 tháng. Về chỉ biết tên người yêu mình là Long Tiền Tỷ và cũng là nickname của người này, nhưng không hề biết tên tuổi thật, địa chỉ cũng như chưa hề gặp mặt. Chỉ đến khi Long Tiền Tỷ rủ Về đi Hà Nội chơi và thăm mẹ thì Về mới biết mặt của người yêu mình. Vậy Long Tiền Tỷ là ai? Ở đâu là câu hỏi khó đối với cơ quan cảnh sát điều tra. Kẻ lừa gạt buôn bán người kia vẫn đang nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, dùng đồng tiền dơ bẩn để ăn chơi, cười nói trên nỗi đau của người khác. Biết đâu hắn lại đang tiếp tục dùng những chiêu trò lừa đảo những cô gái nhẹ dạ khác. Không để cho những kẻ đùa giỡn với pháp luật tiếp tục hành vi sai trái, ban chuyên án chỉ đạo các tổ công tác tiếp tục lên đường truy tìm tội phạm, khẩn trương đưa đối tượng ra đền tội trước pháp luật. Không một dòng lý lịch, không một cái tên, một dòng địa chỉ, chỉ có con người và cái tên ảo Long Tiền Tỷ trên mạng để tìm được hắn khác nào mò kim đáy bể. Nhưng không vì thế mà cơ quan công an sờn lòng. Trang Facebook của Long Tiền Tỷ, từng tin nhắn, từng mẫu hội thoại của Long và các mối quan hệ bạn bè xã hội được rà soát một cách cẩn thận. Long Tiền Tỷ có rất nhiều mối quan hệ bạn bè xã hội, hầu hết đều là những thanh niên còn trẻ tuổi, mang những nickname, những cái tên ảo, chỉ có rất ít những người có tên tuổi và địa chỉ thật. Sau khi lấy thông tin từ những người này, cơ quan công an cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu, bởi họ cũng chỉ biết Long Tiền Tỷ là bạn ảo qua mạng. Khó khăn chồng chất, mọi thông tin về kẻ buôn người tên Long Tiền Tỷ dường như bừng bích. Đã có lúc, cơ quan công an dường như phải bỏ cuộc trước những thử thách này. Nhưng trước nỗi đau của những ông bố bà mẹ mất con, những người chồng mất vợ, những cuộc đời của những người phụ nữ, tương lai của những cô gái trẻ bị lừa gạt đem bán, những đồng tiền được kẻ buôn người tiêu xài,
Trái tim của người cảnh sát hình sự như mách bảo không bỏ cuộc dù có gian nan vất vả đến đâu. Lại tiếp tục lần hồi từng mối quan hệ của đối tượng, dở từng trang theo nhật ký trên dòng thời gian. Một thông tin quan trọng đã đến với lực lượng công an, đã phát hiện ra chiếc xe máy tên này thường đi là xe Airblade màu đen. Tuy nhiên, chiếc xe không đứng tên hắn. Người chủ xe khai bán chiếc xe này từ rất lâu cho một người phụ nữ tên là Huyền. Hiện người này không có mặt tại nơi cư trú. Bên cạnh việc truy tìm người chủ đang sử dụng chiếc xe, một tổ công tác phát hiện quán cà phê đối tượng hay lui tới trong những lần đi chơi với bạn. Suốt một tuần liền, các trinh sát luôn có mặt tại quán cà phê, chỉ chờ có người nhắc đến cái tên Long Tiền Tỷ. Các quán bar, vũ trường tại thành phố Hải Phòng và các huyện lân cận cũng được các trinh sát có mặt. Sau gần một tháng truy tìm dấu vết một cách ráo riết, tại quán cà phê quen thuộc, một thanh niên ngồi trong quán cà phê ngay trước mặt hai trinh sát đã nghe điện thoại gọi đến từ một người có tên là Long Tiền Tỷ. Vừa bỏ chiếc điện thoại xuống, người thanh niên này lập tức được mời về cơ quan công an. Người này khai là có mối quan hệ bạn bè với Long Tiền Tỷ và cho biết Long Tiền Tỷ tên thật là Phạm Văn Suốt, sinh năm 1996, trú tại Tiên Thanh, Tiên Lãng, Hải Phòng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi đã xác định được là cái đối tượng này là khoanh vùng là ở một cái xã Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Sau đó, chúng tôi đã tiến hành cho anh em trinh sát và các điều tra viên kiểm tra cái đối tượng này có những cái mối quan hệ đối với lại ở bên Trung Quốc, thì chúng tôi đã dựng cái lai lịch của đối tượng này lên. Sau đó chúng tôi đã dựng cái ảnh nhân thân của đối tượng lên và cho bị hại nhận dạng đối tượng này. Khi cán bộ điều tra tìm đến nhà của Phạm Văn Suốt, gia đình hắn cho biết Suốt không có công an việc làm, thường đi chơi, có khi vài ngày mới về. Cái đối tượng xuất này với cái tên trên Facebook là Long Tiền Tỷ này, thì nó là một cái đối tượng ảo, không có cách nào để xác định cho nó thật được. Chúng tôi đã xác định đến gần 100 đầu mối, tưởng là đến bắt được nó đến nơi rồi. Thông qua xe máy của nó là thông qua các cái việc sinh hoạt tại cái quán cà phê ở huyện Tiên Lãng này, thông qua các cái địa chỉ mà đối tượng đã vào mạng này, vân vân. Chúng tôi tổ chức rất nhiều, giao cho đội 8 là đội nghiệp vụ cơ bản của chúng tôi làm thì đều trượt cho đến gần hơn một tháng sau. Cùng lúc đó, một nhóm trinh sát tiếp tục bám và nhắc địa điểm Suốt thường lui tới. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã khiến cho Suốt có mặt tại quán cà phê quen thuộc. Tại cơ quan công an, Phạm Văn Suốt tỏ ra ngoan cố, quanh co chối tội. Là một thanh niên mới lớn, song Suốt tỏ ra là một đối tượng lưu manh, nhiều kinh nghiệm. Hắn không nhận mình là người có nickname Long Tiền Tỷ, cũng không quen người bạn gái nào tên V. Tuy nhiên, với những lý lẽ đanh thép và những chứng cứ không thể chối cãi mà cơ quan công an đưa ra, Phạm Văn Suốt cuối cùng đã cúi đầu nhận tội. Trong bản tường trình, Phạm Văn Suốt khai khoảng giữa tháng 5 năm 2013, qua mạng Internet, Suốt đã làm quen và quan hệ yêu đương với Phạm Thị Về, sinh năm 1997, ở Hải An, Hải Phòng. Sau một thời gian quen biết, Suốt ngỏ ý rủ Về đi Hà Nội để chơi.
sau khi chiếm đoạt về và hứa hẹn chuyện yêu đương, Xuất rủ V sang Trung Quốc thăm mẹ và xin tiền. Ngày 23 tháng 5 năm 2013, hắn đưa về vượt biên sang Trung Quốc và giao cho người nhà là Dương Thị Minh, hiện đang sống và làm ăn tại Trung Quốc. Đặc biệt ở đây chúng ta thấy rằng là với một cái tuổi đời sinh năm 96 nhưng mà đối tượng Xuất hết sức là tinh vi trong thủ đoạn. Y là tháo biển số xe máy của chính y, biển xe này đã được đăng ký nhưng tháo biển ra để dùng cái xe này đón cháu gái này. Và sau đó là lấy tên khác, địa chỉ khác hoàn toàn. Thế rồi là đối tượng này là có những hình xăm nên là nó phải dán xăm đè lên. Tức là bằng các cái thủ đoạn của này với một cái tầm tuổi 96, đối tượng này bằng tất cả các cái tính toán làm sao để cho không phát hiện ra đối tượng này và lừa cháu này mang chú cũng bán được 24 triệu. Ngày trở về, những giọt nước mắt hối hận tuôn rơi trên mặt cô gái trẻ. Chỉ một phút nhẹ dạ, một chút buông thả, chỉ cách tặc lưỡi gật đầu, các em đã phải trả cái giá quá đắt. Mẹ ơi! Bản thân chúng tôi cũng xác định rằng là chỉ có cái việc là nhạy cảm và thứ hai là cái tinh thần quyết tâm chống tội phạm và chia sẻ cái niềm đau khổ của nhân dân thì chúng ta mới hoàn thành được nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ mua bán người này. Mỗi chúng ta ngoài cái việc là một cán bộ chiến sĩ được giao nhiệm vụ làm cái công tác này thì còn cũng là người cha, người anh, người bố trong gia đình. Chúng ta phải xác định rằng nếu như con chúng ta như vậy thì chúng ta làm thế nào? Khi mà họp tôi cũng chấn chỉnh về cái tinh thần trực ban trực chiến và cái quy trình về tiếp nhận thông tin tài liệu. Còn những kẻ buôn người, chúng bất chấp mọi thủ đoạn lừa gạt không kể là bạn, người yêu, thậm chí cả họ hàng làng xóm. Bằng mọi cách, chúng dụ dỗ các cô gái trẻ, những người phụ nữ nhẹ dạ cả tin, miễn sao đưa được hàng qua biên giới. Để cho cái loại tội phạm này nó có đất sống, loại tội phạm sống nó cũng cái mầm cây xấu này nó có đất sống thì rõ ràng nó có cái nguyên nhân xã hội của nó là cái lối sống giữa ở cái tuổi mà chưa hình thành ổn định được nhân cách, có quen mặt đâu, chỉ có giao dịch trên mạng thôi, chưa gặp nhau lần nào, hẹn nhau lần đầu tiên là rủ nhau đi Hà Nội vào nhà nghỉ ngay. Và sau đó bị ép buộc đi Trung Quốc như thế nào thì như các anh chị đã biết. Như vậy thì phải đặt trên một cái nền là lối sống của thanh thiếu niên. Nó có những vấn đề về buông thả, vấn đề là không có mục đích sống cụ thể. Thứ hai nữa là cái việc quản lý của địa phương, của gia đình, của nhà trường như thế nào đối với các cháu. Trước những thủ đoạn mới và ngày càng tinh vi của bọn tội phạm, chúng ta cần nâng cao cảnh giác, phối hợp với các cơ quan chức năng để uyển chuyển sâu rộng trong cộng đồng, vận động nhân dân tích cực tố giác, phát hiện, đấu tranh bọn tội phạm buôn bán người. Đặc biệt, các gia đình cần nâng cao ý thức, quan tâm, giáo dục con cái, tránh xa các loại tệ nạn.